Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Một tuần đã trôi qua rồi, không biết là câu chuyện tuần rồi thì mọi người đã gói ghém lại để sẵn sàng đón nhận câu chuyện của tuần này hay chưa? Và cũng như bao nhiêu lần khác, từng câu chuyện được tỏ bày ở đây không ngoài một mong muốn, đó là mỗi người sẽ được bày tỏ lòng mình, sẽ được chia sẻ những vấn đề mà mình đã trải qua. Và vấn đề đó nặng hay là nhẹ, rõ ràng là chúng ta cũng không thể nào phán xét được, bởi vì còn phải coi người đón nhận câu chuyện đó là ai. Chỉ với một mong muốn duy nhất, chương trình cùng với quý vị khán giả sẽ nhìn thấy câu chuyện ấy và có những cái động thái chủ động trong cuộc sống của mình, để mình hiểu rằng đôi khi có những điều chúng ta vô tình thôi, nhưng có thể để lại những cái nỗi đau. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của tuần này. Chào em. Xin chào cô và chào tất cả các bạn. Mình tên là Hoàng Nguyên, hiện tại mình là sinh viên năm cuối của khoa báo chí và truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời hiện tại thì con cũng đang là một nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội ạ. Điều này có nghĩa là bản thân cái công việc của mình cũng như cái ngành học mà mình đang lựa chọn theo đuổi và chắc là cũng sắp tốt nghiệp rồi, nó là một cái công việc mà ở đó mình sẽ phải đón nhận rất là nhiều thông tin, bởi vì nó được coi là yêu cầu của công việc. Vậy thì với chính bản thân mình, với cái trải nghiệm của mình, thì em thấy rằng là việc mà mình đón nhận nhiều thông tin như vậy á, nó có tạo ra cho mình những cái áp lực hoặc là những sự quá tải nhất định không? Thật sự thì cuộc sống của em là một sinh viên năm cuối, nói chung là cũng sẽ khá là nhiều cái vấn đề xảy ra. Để mọi người ngay lập tức hình dung được rằng mọi người sẽ chuẩn bị được nghe câu chuyện gì, mọi người sửa soạn tâm thế của mình để đón nhận câu chuyện gì, thì bây giờ cái keyword nào, cái từ khóa nào là cái từ khóa mà Nguyên nghĩ rằng là nó sẽ là cái câu chuyện của ngày hôm nay? Vậy em thì em nghĩ cái từ khóa dành cho cái câu chuyện của em sẽ là chữa lành. Chữa lành. Em có nghĩ đây là một cái từ khóa mà ngay lập tức sẽ được mọi người đang xem chương trình và oh wow, tôi kiểu nữa rồi hả? Trời ơi, tôi đã nghe cái từ chữa lành này rất là nhiều rồi. Em có ngại gì nữa không? Thật sự để mà nói thì ngày hôm nay ngồi ở đây cùng với cô Tô Nhi A thì đã là một cái quá trình em tự đấu tranh và để có thể tự lôi bản thân mình từ trong quá khứ ra ngồi ở đây để có thể mang câu chuyện của bản thân mình đến với công chúng, đến với tất cả các bạn đang xem. Có thể là tất cả mọi người sẽ thấy em sẽ luôn hay cười và rất khó để mọi người có thể thấy em khóc. Nhưng mà thật ra thì không biết là cô Tô Nhi A đã bao giờ cô nghĩ đến việc chưa? Nếu như mà nói là theo đúng nghĩa đen thì là chưa, bởi vì có những chuyện nó còn đáng sợ hơn. Cho nên là ở đây nó thực ra về góc độ tâm lý thì nó cũng chưa phải là cái điều khủng khiếp nhất, mặc dù nó là câu chuyện thuộc về sự dừng lại. Điều này không có nghĩa là cái thương tổn của cái người mà họ không nghĩ về sự nó ít, kiểu như thế. Nhưng mà khi Nguyên hỏi cô câu đó thì điều này có nghĩa là nó là một trong những cái diễn biến mà em đã từng trải qua. Chính xác ạ. Thì ngay lớp 8 là một cái thời kỳ khủng hoảng dậy thì, đặc biệt là ở những cái bạn nam sinh. Vừa cùng lúc đấy thì con vừa từ sex shaming, body shaming, bạo lực học đường, bạo lực gia đình đều đổ dồn lên đôi vai và trên cơ thể, cả về vật chất, tinh thần và cả thể xác của một cậu bé 14 tuổi. Vậy thì hãy nói một chút về cái trải nghiệm trước năm 14 tuổi đi. Một cái khái quát sơ bộ về bối cảnh gia đình. Rất là may mắn khi mà em được sinh ra trong một gia đình có một nền giáo dục ổn. Bản thân mẹ em là một giáo viên, còn bố em trước đây là bộ đội. Thì bố mẹ em cũng khá là nghiêm khắc, cho nên trong cái việc mà giáo dục con cái sẽ có đôi phần hơi nặng tay một chút. Có một câu chuyện từ nay đến cuối đời có thể mà em không bao giờ quên được, là em có một lần đi học bài kiểm tra được 7 điểm, nhưng mà vô tình thôi, em giấu. Rồi tại sao em giấu? Bởi vì là nó phải được 10 điểm. Nó là áp lực điểm số, cho nên 7 điểm thì phải đem đi triệt tiêu nó đi. Là đó là lần đầu tiên em giấu vào trong một cái khe nhỏ trong cặp thôi. Và bố mẹ thì thường sẽ có thói quen là kiểm tra bài tập mỗi ngày mỗi ngày, thật sự kèm rất là sát. Và bố vô tình thấy cái đấy, cũng có nặng lời, cũng có đánh đòn, bắt em tự tay cầm xé nát cái bài kiểm tra đấy ở trong cái quyển vở bài tập và ra ngoài siêu thị mua một cái quyển khác và bắt em làm lại từ đầu. Về sự cảm nhận của mình trong cái tình huống đó, có uất ức, có uất ức, có tủi thân, có sợ hãi nữa. Vâng ạ, ở đây mình không bàn về chuyện đúng sai của phụ huynh, bởi vì nó là một câu chuyện rất là dài. Nó có những cái vấn đề căn cơ từ phụ huynh để tại sao họ chọn cái cách đó mà họ không thể chọn cái cách khác. Tức là cô dùng cái từ là không thể chọn. Cô không có bên vực gì ở đây, nhưng mà hãy hiểu rằng nó là một câu chuyện khác nữa rồi.
Chỉ cần quay trở lại cái trải nghiệm của em tại thời điểm đó thôi. Không phải chuyện hay đúng hay sai, mà là rõ ràng mình không đáp ứng được cái cảm xúc tích cực cho cái tình huống đó. Đúng rồi ạ. Cho nên là những cái khó khăn khác của mình sẽ rất khó để có thể đem về gia đình mà sẽ chia, đúng không? Rồi, đó là từ gia đình. Có nghĩa là rất là bài bản, rất là formal. Cho nên nó dẫn đến câu chuyện đó là hành vi thì ngon lành, nhưng mà cảm xúc là bị phong bế, tại vì không dám nói. Khóc một mình trong đêm không ai biết luôn, thút thít. Lên trường thì ngày xưa, bây giờ thì đỡ rồi. Bây giờ con có thể make up, cũng có thể mặc váy, cũng có thể tự do bay nhảy ở cái thành phố Hồ Chí Minh này, bởi vì mọi người đón nhận nó một cách rất là bình thường. Nhưng vào thời điểm vào năm 14 tuổi, khi mà tất cả mọi thứ đều chưa phát triển và mọi người đều chưa cởi mở, con lại ở một cái vùng gọi là tỉnh, một cái vùng xa xôi khác, khi mà tất cả mọi thứ nó đều chưa được tiên tiến và chưa được cập nhật, thì cái câu mà hàng ngày con nghe mà bước ra đường thì cần đặt chân ra khỏi chỗ, ê về đây. Một cái cũng rất là khó chịu và rất là buồn. Có thể là mình đã biết về cái bản dạng giới của mình rồi, nhưng mà cái việc mà người ta lấy cái giới tính của mình đem ra làm trò đùa thì đôi phần sẽ có làm mình bị tổn thương. Nếu mà dừng ở đấy thì không sao, con có thể chấp nhận và bỏ qua, nhưng mà nó lại kéo dài thêm cái việc là ờ, thằng BD làm lớp trưởng. Con rất là may mắn vì được thầy cô và bạn bè tin tưởng và giao cho trọng trách làm lớp trưởng và bí thư trong các cấp học. Chính cái sự giáo dục của bố mẹ mình cũng khá là nghiêm khắc, cho nên con làm việc cũng khá là kiểu như là cầu toàn và khá là nghiêm chỉnh. Nên ngày xưa có hay có mấy cái vụ mà ghi tên lên bảng ấy ạ. Thì mọi người bắt đầu có vẻ gọi là ghim, nhưng mà chỉ là một bộ phận. Các bạn nam ở trong lớp có vẻ thì sẽ không thích chơi với con lắm. Đỉnh điểm là những năm cấp 2, hiện tại thì sẽ có một vài cái vết sẹo ở đây hoặc là ở ngay dưới đầu gối, phan ghế rầm 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 rầm. Thật sự thì lúc đó cũng chỉ biết thôi. Nhưng mà qua cái đấy thì cũng có trao đổi với bố mẹ, trao đổi với phụ huynh, cũng và trao đổi với giáo viên, nhà trường. Nhưng mà thực chất nó không thể nào mà triệt để được. Đúng rồi. Về tinh thần hay là cả vật chất và cả những cái vết sẹo đến tận bây giờ nó vẫn chưa thể lành nữa. Thế cái đỉnh điểm của một trận tấn công học đường nó đã từng diễn ra như thế nào? Ngày xưa trường học con thì sẽ ở có bên kia một cái cầu vượt. Con thì thường sẽ được bố mẹ đón. Để được đón thì phải đi sang cầu vượt. Thì hôm đấy là một top khoảng 5 đến 7 bạn, bạn nam trong lớp. Hôm nay cũng không biết là em đã làm gì các bạn nữa. Cũng hiền lắm, thật sự cũng hiền. Nhưng mà có xéo xác đó. Không, hồi đấy hiền lắm, ra đây phải chào sắt thôi. Lúc mà đang đứng chờ, khi mà cái dòng xe nó đang chạy chạy chạy, thì các bạn có lao vào tấn công. Các bạn kiểu cố tình để hích mình ra, để mình có thể vụt chân ra khỏi cái vỉa hè và lao xuống lòng đường để xe có thể tông mình. Lúc đấy mình một mình? Một mình đứng chờ bố. Và xui hôm sau mà hôm đấy bố lại kiểu là đón mình rất là trễ, cho nên là có thời gian cho các bạn lộng hành. Cậu vía, phước ông bà lớn nên là cũng chỉ bị té xây sát một xíu thôi, chứ không đến nỗi là bị xe tông rồi này kia. Nhưng mà không sao cả, thì về hôm đấy nói chung là vẫn vui vẻ vui cười thôi. Chứ giờ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà mình cảm thấy căng thẳng. Căng thẳng ạ, rất là áp lực luôn. Có khi nào em xuất hiện trong đầu mình ở cái giai đoạn đó cái việc là mình không muốn đến trường nữa? Rất là nhiều lần luôn ạ. Và cũng rất là may mắn, bởi vì là nói đi phải cũng nói lại, cũng sẽ có các bạn cũng khá là yêu, cũng khá là thương, cho nên là cũng hằng ngày cũng sẽ qua đón để có thể qua cái giai đoạn đấy. Cho nên các bạn nói nghe là hãy cứ làm người tốt và cảm thông cho người khác đi. Điều này không có nghĩa là bạn tiêu trừ được cái đứa ở trong vai ác, mà là bạn làm cho cái người đang bị tấn công, người ta có niềm tin rằng là người ta không trơ trọi trên đời này. Cái chuyện đấu tranh giáp lá cà với cái đứa bên kia là mình tính sau, đúng không? Thật ra những bạn mà yêu thương Nguyên lúc đó cũng đâu có đứng lên để mà tuyên chiến với những cái bạn kiếm chuyện kia đâu. Đúng rồi ạ, chỉ là âm thầm bảo vệ mình và có thể đôi lúc có thể can ngăn một vài cái thôi. Chứ các bạn cũng là học sinh mà, các bạn cũng không thể nhúng tay quá sâu vào cái câu chuyện riêng của người khác được. Còn kết quả học tập của mình, nếu như mà theo như mình nói là điểm 7 là phải giếm như vậy rồi. Điều đó có nghĩa là tại thời điểm đó thì cái kết quả học, cái sức học của mình nó vẫn là một cái phong độ. Đúng rồi ạ. Và điều này có thể, theo em đánh giá, nó có thể trở thành một cái cứu cánh để mình cảm thấy là mình không có bị chán nản học tập hoàn toàn không? Cứu cánh cũng là một phần. Nhưng mà bản thân em nhá, thì ngoài cái việc là mình có thể mà
vượt qua những cái nỗi sợ, những cái áp lực. Mình sẽ muốn những cái người xung quanh mình, những cái người mà mình tiếp xúc đến, mình mang năng lượng đến cho mọi người, mọi người không có bị ảnh hưởng bởi những cái điều tiêu cực do chính mình gây ra, và không muốn bản thân mình làm mọi người thất vọng. Đặc biệt là bố mẹ em, dù cho mà họ có hà khắc hay là có nghiêm túc, nghiêm khắc đến mấy đi chăng nữa, thì cái kết quả cuối cùng em vẫn phải ra. Đúng. Bởi vì là em tin vào một cái câu rất là hay: người đang làm trời đang nhìn. Mấy đứa kia nó cứ làm gì mình thì cứ ấy đi. Còn em thì em sẽ lo học để có thể trau dồi cái kiến thức cho mình trước. Rất may là lúc đấy Nguyên đã nghĩ ra được cái điều đấy. Vậy thì tại sao nó vẫn có một cái hành trình để đi đến nhà thuốc? Tại thì thật sự từ khủng hoảng lớp 8, một cái năm học rất khó mà mọi người đánh giá ở cái thời điểm đấy là một cái năm học có sự thay đổi về kiến thức, về tiết học, là vừa khủng hoảng về điểm số, áp lực từ gia đình, bạo lực học đường, sex shaming, body shaming, tất cả mọi thứ. Ôi, ngày xưa con đen như một con trâu. Giờ nhìn hình lại cũng không dám ấy nữa. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều dồn lại mình vào một thời điểm. Mình cảm thấy bất lực, và như cô nói, ở đấy, độ tuổi đấy nhá, có những bạn đã thất tình. Đúng rồi. Rồi mọi người hay gì nhưng mà ôi trời ơi, sợ đau lắm, bởi vì là kiểu mình cũng nhát đi à, cũng yêu bóng vía. Cái thời đấy lớp 8 mà bố mẹ dọa ma vẫn sợ, sợ đau lắm, mà kiểu như là ok thì mình có đi á, mình có phải để lại một cái gì đó cho đời, mình có thể đẹp, mình có thể kiêu xa. Con còn nghĩ đến viễn cảnh là thật sự là không phải nghĩ mà đã làm rồi. Con trước khi mà đi ra tiệm thuốc con đã xếp sẵn trên giường là gấu bông ở góc này nhá, rồi mình nằm góc này, rồi xung quanh là có cả thêm hoa. Và sau đó mới bắt đầu lấy xe đạp. Một cái chết là một cái chết phải đẹp. Mình có dù mình có đi đi chăng nữa, người ta cũng phải nhớ đến mình là đâu, ai, và mình phải phải nhìn một cái sự diễn tình ở trong cái kết đấy. Thì em định mua thuốc gì? Mua thuốc ngủ ạ, bởi vì là nhìn coi phim là thấy các bạn học sinh là uống thuốc ngủ kiểu như em đẹp lắm, nó lịm lịm và nó sẽ không đau. Nên là em mới ghé tiệm thuốc để mua. Nhưng mà thật sự thì nói đùa, nói giỡn, nói vui vẻ nãy giờ thôi, nhưng mà thật sự thì có một lời cảm ơn rất là sâu sắc đến người chị bán thuốc năm ấy, vì đã không bán thuốc cho em. Em có lẽ là em nói làm sao? Mình có thuốc ngủ không ạ? Em muốn mua cho mẹ em. Nhưng mà cái người thật sự thì không thể nào mà nói mua cho mình được. Rồi sao nữa? Thì cái chị đó bảo là mua bao nhiêu? Không hỏi mua bao nhiêu. Bởi vì là lúc đấy mắt em cũng khá là sưng và cũng khá là khóc, chi chít sẹo và sẹo. Và mắt thì ạ, tóe máu ra. Tròng đỏ, là không phải bị đau mắt đỏ kiểu đấy mà tóe máu ra luôn ấy ạ. Thì chị đã cũng hiểu ấy ạ. Nên là chị ấy cũng nói giảm nói tránh là ừ thì cuộc đời này cũng sẽ không có cái gì gọi là khó giải quyết hết. Khi mà em kiểu em mất đi thì cái cuộc đời của em nó sẽ buồn em lắm, cho nên là hãy cố gắng. Em rất là biết ơn vì người chị ấy đã đến đúng lúc và đưa tay ra đúng lúc. Nhưng mà đòi em cái đòi chứng minh nhân dân em không có. Và xin số điện thoại của mẹ để xác nhận, phụ huynh để xác nhận về đời mới có thể cung cấp thuốc được. Và rất là biết ơn về người phụ nữ ấy, nhưng mà thật sự em vẫn không biết chị ấy là ai. Em biết không? Chúng ta khác con AI ở đó đó. Bây giờ các bạn rất là hay sợ hãi là bây giờ trí tuệ nhân tạo nó có thay thế được chúng ta hay không. Trí tuệ nhân tạo có thể làm được rất là nhiều thứ bởi vì nó đã được coding và nó không có những cái sự tham gia của cái việc là mới bị tráp ngày hôm qua nên bữa nay vô cãi lộn với khách hàng hay là buồn đời gì đó cho nên vô gây lộn với đồng nghiệp. Đúng rồi ạ. Chúng ta khác con AI ở chỗ đó là chúng ta có cái tính người và có cái sự linh hoạt. Nếu như em mua thuốc ngủ ở một con AI thì em chỉ cần nói là tôi muốn mua bao nhiêu thuốc ngủ đó, nó có thể chạy lệnh để nó kiểm tra coi là thuốc này có đơn hay không. Em có thể ngụy tạo một cái chỉ định của một bác sĩ. Em có thể đưa luôn chứng minh nhân dân, em có thể ngụy tạo một cái cuộc gọi để con AI nó đầy đủ dữ liệu và nó trả cho em một cái vỉ thuốc ngủ. Nhưng mà cái con mắt tóe máu đó, một cái vết sưng trên gương mặt, một cái mặt rũ rượi, nó chỉ có thể được nhận diện bằng cái sự thấu cảm giữa con người với con người thôi. Và đó là cái vũ khí gần như là tối thượng của chúng ta. Nếu như chúng ta nói là mình muốn làm việc tốt và mình chiến thắng được con AI thì mình làm gì? Mình làm người. Khi mà người máy nó đã làm quá tốt, máy móc đã làm quá tốt những cái việc máy móc rồi thì việc của bạn là làm người thôi. Các bạn coi trên phim á, các bạn sẽ thấy một ai đó là lấy thuốc ngủ ra rồi uống rồi này kia nọ, uống một cái vốc gì nè. Các bạn phải nhớ một điều nè, nhà thuốc người ta không có bán thuốc ngủ cho các bạn một lần mà quá nhiều viên. Nó được nằm trong những cái quy định. Không phải thuốc nào mua cũng được đâu, và không phải thuốc nào mua bao nhiêu cũng được bán. Vậy thì tại sao có những người họ đã chọn cái cách dừng lại bằng thuốc ngủ và họ có đủ cái lượng thuốc ngủ? Đó là một bí thuật. Tôi không có nói ở đây được. Mắc công các bạn học tập theo.
Nói như vậy để các bạn hiểu rằng là thực ra cái việc mà chúng ta gìn giữ cái mạng sống của mình á, nó không phải là cái câu chuyện chỉ có một mình bạn quan tâm. Các bạn phải hiểu rằng là cái vận hành của xã hội nó đều hướng tới cái việc đó là bảo vệ sự sống cho con người. Thế thì cả xã hội người ta đang bảo vệ sự sống cho mình, thì tại sao mình buông tay? Đúng á. Ngay cả cái việc em đi mua thuốc mà em cũng thất bại nữa. Thì thiệt ra lúc đó mình đã quay từ nhà thuốc để trở về nhà trong cái trạng thái kiểu gì Nguyên? Thật sự thì nhà em cách biển hồ cũng không xa. Các em đi ra biển hồ. Em đạp xe ra biển hồ. Em đạp thẳng vào trong biển hồ luôn. Em đạp vô luôn cái đài ở giữa biển hồ luôn. Rất là luôn. Đẹp. Em cảm thấy mình thật là tiêu diêu tự tại. Thì em cũng không biết là vì lý do gì. Có thể là do em sợ. Đúng rồi. Có thể là em do sợ đau. Ừ. Vì cũng không biết bơi. Xuống ngạt nước cũng khổ. Là cái mà mình nghĩ là nó tốt nhất với mình là thuốc ngủ là đã từ bỏ mình rồi. Xấu lắm. Ok, cuộc đời này đang đưa cái cánh tay của mình và níu mình lại một chút xíu. Vậy cho nên là thôi, cứ cố gắng để có thể bươn tiếp với cuộc đời, để có thể xem rằng là ở tương lai mình sau này như thế nào. Em ngồi ngoài biển hồ bao lâu? Em cũng trầm ngâm một xíu. Ừ, có gặp ai ngoài đó không? Dạ, gặp cái tượng Phật rất to. Chỉ ngước mắt lên nhìn thôi ạ, và nước mắt long lanh. Bởi vì là đây cũng rất là rát mắt, đau ấy ạ. Nhưng mà thôi thì cuối cùng cũng chịu đạp xe về. Cái này là nó tinh thần Phật giáo một xíu đi. Nó là cái câu chuyện mà em quán chiếu lại đó. Thì thời điểm nào là cái thời điểm mà em nghĩ rằng là nó chính là cái cột mốc để mình thực sự tự tin và mình hiểu rằng là mình phải có một cái vận hành khác để mình bước ra khỏi tất cả những cái tổn thương đó, là thời điểm nào? Có thể là khi mà em có những người bạn và trong thời điểm đấy có một cái cơ hội đến với em, không hẳn. Nhưng mà em được mời vào đội tuyển để thi học sinh giỏi. Ừ, là năm lớp. Cũng là năm lớp 8, năm lớp 9 luôn. Ôi, 2 năm cuối cấp 2 đầy biến động rồi sao? Và có thêm một cái niềm đam mê nữa. Cũng bắt đầu nhen nhóm những cái phòng trà nhỏ. Ừ. Và rất là may mắn em cũng lại được mời, vì ngày xưa em mê hát lắm. Đến bây giờ cũng mê hát. Và biết đâu lỡ mà sau này mình debut, mọi người nhớ ủng hộ mình nhé. Điều gì đã diễn ra trong cái thời điểm huy hoàng và rực rỡ đó? Và sống tiếp bây giờ mình đã chết rồi, mình sắp diễn rồi, mình phải làm như thế nào để nó hết mấy cái má bầm này. Nó hết mấy cái cục máu tụ ở trong cái mắt mình đi. Và mình sắp thi học sinh giỏi rồi, như thế này như thế kia, mình phải ôn những cái gì và mình sẽ có những cái giải gì. Bây giờ nhá, những cái đứa mà bắt nạt mình, nó phải ngưỡng mộ mình, nó phải ngước lên và nó nhìn mình là thì ra mình bắt nạt nó được thôi, chứ về những cái khác mình không là gì với nó hết. Đấy là những cái mà em đã suy nghĩ trong cái thời điểm đấy. Và rất là may mắn nó cũng đã được thực hiện. Em dùng từ may mắn là một cái từ mà cô cũng cảm ơn á. Bởi vì sao em biết không? Cái cách em nghĩ nó không có sai, nhưng nó cũng không phải là một cách an toàn. Cái việc mà mình trở nên rực rỡ hơn, mình lộng lẫy hơn, và mình dùng cái sự rực rỡ đó của mình, mình dùng cái hào quang đó của mình để mình làm chói mắt tất cả những cái đứa mà nó đã từng bắt nạt mình. Nếu như mà cái kết cục của nó đúng như vậy thì nó quá tốt rồi. Nhưng hào quang không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể làm chủ được. Ví dụ như em đã nỗ lực hết mình nhưng học tài thi phận. Ví dụ như là em đã rất là cố gắng rồi, nhưng mà đôi khi sẽ có những cái lúc mà cái cảm giác của mình nó không có được thuận lợi để mình feeling trong một bài hát. Thì rất không may nếu như mà mình đã nỗ lực và mình chọn cái cách đó, nhưng mà kết quả nó không có, thì các bạn dễ lún lầy vào trong cái sự căng thẳng. Một mặt là tôi đã căng thẳng bởi cái việc tôi bị bắt nạt rồi, mà khác tôi lại bị căng thẳng bởi vì tôi chọn cái cách này nhưng mà tôi không có thành công, tức là tôi là một cái đứa không ra gì nữa rồi, thì có thể nó lại làm gia tăng thêm những cái tổn thương đó. Cho nên ở đây khi mà Nguyên chia sẻ cái điều này thì mình vẫn thấy đây là một trong những cách. Nhưng nếu như các bạn thực hiện cái cách này mà nó không có may nha, xui thôi, là mình không có được cái giải nào đó trong những kỳ thi, hoặc là mình thể hiện mà mình không có được đón chào nồng nhiệt, tức là mình không có được lung linh như mình nghĩ, thì nó cũng không phải là một cái câu chuyện bi kịch. Việc của các bạn lúc này là hoặc là nỗ lực hoặc là mình tìm một cái cách khác, chứ đừng dùng cái sự chưa có thành công đó để biến nó thành thêm một cái đòn. Và dạo gần đây khi mà con lướt TikTok, con lướt Facebook, không chỉ là các bạn sinh viên năm nhất, các bạn sinh viên năm 2, những bạn học sinh dù chỉ mới lớp 9 thôi đã cũng đã có gieo mình và để lại một bức tâm thư rất là đáng hối tiếc dành cho bố mẹ và dành cho những người thân của mình. Thì đấy là những cái điều mà em cảm thấy mà mình may mắn khi mà cuộc đời cho mình những cái cơ hội quá lớn.
và mình còn có thể ở đây để mình chia sẻ và mình nói chuyện cùng cô Tony A và các khán giả của Ai Cũng Có Chuyện. Có thể là cũng một phần may mắn nữa là do mình nhìn đời bằng một con mắt quá là màu hồng rồi. Mình cũng có một chút khả năng tự có thể chữa lành bản thân. Và em nghĩ là ở ngoài đây cũng sẽ có những cái người giống như em, rằng là ok, mày có thể buồn, mày có thể khóc, mày có thể bị tổn thương hay bất kỳ điều tiêu cực gì đến với mày trên thế giới này, nhưng trước mặt của mọi người, mày không được phép khóc, mày không được phép để người ta bị ảnh hưởng bởi cái năng lượng tiêu cực của mày. Và em nghĩ đó cũng chính là một cái sai lầm. Đúng rồi, cô đợi cái câu này nè. Bởi vì nó sẽ dẫn em qua một dạng trầm cảm khác. Đúng rồi ạ. Đúng. Và nó còn nguy hiểm hơn nữa, đó là trong trường hợp này mọi người lại gần như bị phong bế những cái dấu hiệu nhận diện từ em. Để nhiều khi người ta hỗ trợ nhưng mà người ta không hỗ trợ kịp thời. Người ta sẽ thường chú ý với những cái bạn rủ rượi một tí, trầm mặc một chút, đứt gãy để người ta cảm thấy giật mình là chết rồi, có sao không. Nhưng mà em cứ rần rần như vậy và mọi người sẽ tự mặc định ở em một cái nhãn dáng là gì. Nó đâu có vấn đề gì đâu. Ngày xưa chắc là do bị ảo tưởng. Tại vì mình cũng là lớp trưởng, kiểu cũng là mình mong muốn mình có trách nhiệm hơn một xíu, là tất cả mọi thứ là mình có thể gánh được, mình có thể gồng được. Nhưng mà thật sự là điều đấy làm em cảm thấy bí bách và rất là buồn. Một trong những cái lý do để em có thể nghĩ đến cái vấn đề đấy. Nên là dạo gần đây, thật sự là nó là một cái quá trình rất là dài để mọi người có thể tìm được. Và em đã có thể khóc nhiều hơn, chia sẻ cảm xúc nhiều hơn. Mình đã bình ổn lại trong một cái hành trình dài như vậy, trải qua thời gian trung học cơ sở, qua trung học phổ thông, rồi bây giờ gần như mình sắp xong cái chặng đời sinh viên của mình rồi. Thì những cái điểm neo, gọi là những cái điểm neo, nó rất là cố định để mình có được cái sự vững vàng nè. Mình có được sự chắc chắn và mình tin rằng là mình đối diện được với giông gió của cuộc đời, coi như là sóng nổi, sóng chìm gì thì mình cũng bập bềnh được hết. Thì những cái điều gì thuộc về bản thân mình mà em nghĩ là nó chính là những cái điểm neo như vậy? Em có cho mình cái sự năng lượng, một cái tinh thần khá là tích cực để trộm vía, để có thể lan tỏa không chỉ cho mình mà cả những cái người xung quanh của mình. Vì xung quanh mình có quá nhiều người tốt, có những mối quan hệ khỏe mạnh rồi. Từ bạn bè đến gia đình. Thật sự có thể là bố mẹ em có thể hơi nghiêm khắc thật, nhưng mà họ vẫn luôn sẵn sàng để có thể lắng nghe những cái câu chuyện của em và để có thể chia sẻ và đồng hành cùng em. Sao mình tin rằng là nó trở thành những cái vũ khí rất là, gọi là rất là lợi hại để mình chinh chiến với cuộc đời giông gió ngoài kia, bởi vì nó là của tôi và không ai lấy mất đi được. Vậy thì khi mà em nhận lời tham gia cái câu chuyện ở đây, em muốn truyền tải cái điều gì, em muốn nhắn gửi với mọi người đang theo dõi chương trình của chúng ta điều gì từ cái hành trình mà em đã đi qua? Bởi vì em nghĩ ở đây sẽ có cô Tonya giúp nữa. Và cái câu chuyện này sẽ được lan tỏa đi nhiều người hơn, nhiều bạn khán giả hơn, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên đang gặp tất cả những cái loại áp lực. Và em chỉ mong muốn gửi một câu đến mọi người thôi, từ một quyển sách mà em đã đọc gần đây, dành cho một ai đó hôm nay muốn rời đi. Mình, một người xa lạ ở đây và vẫn thương cậu thật nhiều. Cứ tích cực lên, dù có vấn đề gì, dù có áp lực gì đi chăng nữa, thì hãy luôn nhớ rằng sẽ có những cái người vẫn luôn yêu thương cho bạn. Và cuộc sống sẽ rất là buồn nếu mà sẽ không có sự hiện diện của bạn. Để có thể tập trung vào cái trải nghiệm của em, thì cô nghĩ rằng là đôi khi chúng ta nghĩ như vậy thôi. Nếu bạn nghĩ đây là một cuộc đời thì việc của bạn là sống. Còn nếu như bạn nghĩ đây là một server và cuộc đời là một cái game giả lập thì việc của bạn là chơi. Chơi thì phải chơi cho hết mình, sống thì sống cho hết mình, để khi chúng ta rời đi rồi á, chúng ta hoàn toàn đủ tư cách để phải đối thoại với ở một cái chặng kế tiếp là tôi đã không có bỏ cuộc. Mình ngầu liền luôn á mọi người. Cảm ơn Nguyên đã rất là mạnh dạn và cũng sau một hồi đấu tranh tâm lý thì cũng nhận lời có mặt ở đây. Chuyện này không phải là một cái câu chuyện cá biệt, nhưng điều này cũng không có nghĩa đây là một câu chuyện mà chúng ta cảm thấy nó bình thường. Hãy lưu ý về hành trình lớn lên của chính bản thân của bạn và của những người xung quanh bạn. Trong nhiều vai trò, có thể phải nhìn lại những đứa con, có thể phải nhìn lại những đứa cháu, những người học trò, những đồng nghiệp của mình, để chúng ta hiểu rằng là đôi khi có những cái khó khăn mà bạn không cần phải giải quyết giùm người khác. Bạn chỉ cần làm cho người khác hiểu rằng là họ không cô đơn. Họ sẽ có thể nhìn từ cái hình ảnh đó để tự tiếp thêm sức mạnh và họ đi tiếp cái hành trình của họ. Thôi thì đó cũng là một cái dạng mà chúng ta đã tích phước, cũng là một cái dạng mà chúng ta tạo ra một cái nghiệp báu cho cuộc đời này rồi.
Còn bây giờ thì hy vọng rằng quý vị khán giả với câu chuyện ngày hôm nay đủ kịch tính nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để thấy rằng là tùy vào việc bạn chọn ở góc nhìn nào để cuối cùng bạn có quyết định đi tiếp hay không. Và tôi vẫn khẳng định lại là tất cả chúng ta đều đủ tư cách để đi tiếp. Dĩ nhiên bước đi nào cũng mỏi mệt, nhưng mà đi đi rồi tự nhiên chúng ta sẽ khỏe lên. Nó giống như tập thể dục vậy mà. Lúc mới bắt đầu tập thì cũng bị bể cơ, rồi cũng mỏi, rồi cũng rệu rã. Nhưng mà lâu dần rồi rõ ràng chúng ta sẽ có một cái cơ thể cường tráng hơn, đúng không? Còn bây giờ thì Ai Cũng Có Chuyện tuần này xin phép được tạm biệt quý vị khán giả. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau sau một tuần nữa. Rồi, cho nên là mình cố gắng tươi cười vui vẻ chia sẻ nha. Dạ. Rồi, mời mình giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ. Em tên, họ tên Trần Bi. Sinh cái gì, năm hồ gì, hồ gì, Trần Bi? Trần Bi. Họ Trần tên Bi ấy. À, Trần Bi, rồi. Dạ, sinh năm 90. À, quê quán ở Nghệ An. Rồi mình cứ nói đi, bên chương trình đang nghe nè. Khi mình nói đấy, mình nhìn thẳng vào camera điện thoại á nha. Dạ, quê quán ở Nghệ An, hiện đang sống ở Bình Dương và làm việc ở Bình Dương ạ. Công việc là gì? À, em chăn nuôi ạ. Mình diễn giải ra luôn nha. Ví dụ em chăn nuôi bò, chăn nuôi heo, dê, ngỗng, bao nhiêu con, sao sao á. Ừ, nói luôn. Em chăn nuôi heo 110 con. Ừ. Dạ. Là cái này là giống như cái trang trại của mình luôn hay mình nuôi cho người ta? Em nuôi cho em chị ơi. À. Rồi. Dạ. Là hồi trước giờ mình chỉ nuôi heo thôi. Dạ không, em mới ra nuôi heo được trước Tết tới giờ. Bây giờ trước là em đi làm cơ khí, bây giờ em đi nuôi heo. Ừ, sao mình lại quyết định chọn làm trang trại nuôi heo? Bởi vì trước khi làm công nhân ấy, làm thuê cho người ta đấy, thì lương bạc hoặc 3 đồng thì cũng không đủ dư. Ừ. Thì mình cố gắng chắt lót thì ra ngoài làm ngoài tự làm cho bản thân. Ừ. Đồng ra đồng vào. Là mình nuôi heo thì có ai phụ mình không? Hay mình nuôi mình? Dạ, em nuôi thì có cái chị gái nữa. Chị gái thì nuôi thì hơn chục năm nay rồi. Ừ. Thường mình nuôi vậy thì cái thu nhập của mình thì như thế nào? Thì thu nhập thì nó cũng theo giá cả thôi chị ơi. Bây giờ thì giá cả mà của thị trường ấy. Bây giờ giá thị trường là bán ra nhiêu ký hay sao? Dạ, giờ giá nó lên thì mình nuôi thì được ăn, mà giá nó cầm chừng thì mình nuôi là vừa vừa gì đó. Giờ giá thị trường là bán bao nhiêu? Ví dụ mà giá 60 mà em bắt hiện tại bây giờ em bắt theo con thì 1 triệu con, mà giá giờ mà bán được giá 60 thì lời một con tầm 2 triệu. Một con lời 2 triệu. Thường mình nuôi bao nhiêu là sẽ xuất chuồng? Em nuôi là 4 tháng rưỡi đến 5 tháng. Tầm 1 đến tả 2 là bán. 5 tháng, ok. Rồi bây giờ Bi giới thiệu về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là độc lập và tự tin. Còn điểm yếu của em thì hơi nhút nhát giữa đám đông ấy. Ví dụ mà mai mốt lên chương trình không nói được thì sao chị? rồi hay quên. Ừ. Nói nhiều ra thì cũng hết rồi cả. Ừ. Rồi ok, độc lập tự tin. Nhưng mà lên rồi mình cũng phải nói để bạn gái ta mới hiểu được chứ. Bây giờ lên đâu ai nói về mình được. Chương trình gì hoặc là biên tập đây người ta chỉ hướng dẫn mình thôi. Hoặc lên đó MC người ta hỏi thôi. Quan trọng là mình nói đó. Giờ ví dụ mà đi lên có mang được con heo hay là cái gì lên không? Mang con heo hả? Heo con á. Heo cảnh á. Chắc để em mang heo ấy được không chị? Heo ấy là heo gì? Heo giống như heo búp bê hay gì á. Vậy đó hả? Không, dạ. Có được con heo con mang lên luôn. Hồi xưa có anh kia anh mang nguyên đàn lên kìa. Nếu mà chương trình mà cho phép thì em mang được, có khả năng em mang được. Ừ. Nhưng mà khô lắm chị ơi. Heo cái mà heo, từ nay đến khi mà em lên chương trình là còn bao xa nữa chứ. Cái đó là vấn đề. Nói chung là ráng mang được heo thật đi nó mới thú vị. Hồi xưa cái anh kia đã mang cả đàn lên luôn đó. Mang được chứ mà heo to quá sao em mang được chị? tầm 3 tháng rồi, heo nhà em tầm 1, tầm 2 rồi sao mang?
mà tầm bây giờ là mang được rồi chứ. Nói chung là ráng đi kiếm con heo nào vừa vừa mang, mình không có mình kiếm con heo nào nó vừa tầm mang theo thôi, lên còn giao lưu này kia các thứ nữa. Rồi tiếp nữa là trước đây mình đã từng trải qua mấy mối tình rồi hay đã từng lập gia đình chưa? Dạ chưa, em chưa lập gia đình này, còn mối tình thì em có một mối tình được Mối một tình đó năm, làm sao? thì kéo dài được có một năm thôi, nhưng thứ bên nhà gái đó họ yêu cầu cao quá ấy, nên là lúc đó thì khả năng của em thì không có. Thứ nhất là ở trong Bình Dương này, thứ hai tài chính nó yếu ấy, thì không đủ yêu cầu của bên nhà gái. Nhà Còn gái yêu cầu gì mà cao? nhà gái yêu cầu là một vùng đất ở trong Bình Dương, mà thời đất Bình Dương ở đây là nó sốt lắm chị ơi. Yêu cầu là phải có đất mới được đúng không? Dạ, mà đất Bình Dương nó sốt đâu có được. Trời ơi sao yêu cầu dữ vậy, rồi yêu cầu gì nữa Dạ, không? Yêu cầu miếng đất thôi hả? yêu cầu miếng đất đó thôi mà không đủ khả năng, không đủ kinh phí. Yêu cầu ít quá ha, Dạ. miếng đất thôi mới được quen. Dạ. Coi như nghe vậy thôi mình rút lui luôn chứ giờ kiếm đâu ra đất mà quen bạn gái. Dạ. Rồi là Dạ. có một mối đó thôi. Dạ có một mối đó nữa, say nắng dầm mưa thì có mấy mối nhưng mà chả được bao lâu. Nói chung tầm một tháng, hơn hơn tháng nữa là từ em rút lui à, bởi vì nhìn không tay đâu vào đâu ấy. Dạ. Mình là chiều cao cân nặng của mình thì như thế nào? Chiều cao em 1m66, cân 58 cân. Rồi Dạ. vậy thì bây giờ yêu cầu mỗi bạn gái làm sao? Em yêu cầu bạn gái thì không cần người con gái công sở đâu chị ơi, ví dụ nhanh được. Với công việc của em là nếu mà yêu một người công sở thì về làm sau này mà lỡ mà có về làm với em thì nó không hợp với công việc của em. Thì người ta bỏ công sở về ta nuôi heo cái gì đâu Đâu trời. thì đâu được, Trời. nếu mà công sở thì cái trường hợp đó là nó khó khăn chị ơi. Nếu mà làm công, ví dụ em nói một cái người con gái địa vị thấp đi đúng không, là công nhân, thì sau này nó về với em phụ thuộc với nó làm cùng với em là phụ thuộc với em là nó dễ, là hai người cùng Giờ về nhau đó. làm gì? Ví dụ giờ có vợ về rồi vợ sẽ làm gì? Tắm heo hả? Cho heo ăn hả? Hay là làm gì? Đúng rồi, ví dụ tắm heo này, cho heo ăn này, rồi cắt rau cho heo này này nọ thôi, công việc thì nó cùng nhà, một ngày làm thì tầm 5 tiếng thôi nhưng mà tự do, nó tự do hơn đi làm công nhân nó gì đấy. Có đỡ đẻ cho heo không? Dạ không, em nuôi heo thịt chị ơi, chứ không nuôi heo heo nái. Nói chung giờ kiếm cô nào về phụ nuôi heo chung á. Dạ nếu mà chương trình mà sắp xếp được cho em một người không cần địa vị cao là em mừng quá rồi, cảm ơn chương trình liền. Còn với lại một phần là làm với như thế này, em cũng là phải là đẹp trai hay hot boy gì gì này nọ, em chỉ yêu cầu là một người con gái là bình thường thôi, không cần đẹp lắm, bởi vì đẹp quá thì em với không được thế thôi. Chương trình có thể tìm được cho em không nhỉ? Thì cũng tùy duyên thôi, có chứ. Rồi bây giờ sao nữa, tuổi tác cô này thì như thế nào? Bạn gái là còn độc thân đúng không hay sao? Dạ độc thân tầm 28 đến 30 rồi, trẻ hơn mà có thì càng tốt nữa thôi. Em cũng yêu cầu là trẻ đâu, trẻ quá người nói là gặm cỏ non hay có gì đấy. Rồi chương trình cũng ráng kiếm nhưng mà đi ghi hình là nhớ mang theo theo mới được nha. Chứ Để giờ nhìn mặt ráng kiếm. em liên hệ với mấy ông chú trẻ heo, có con heo này không con, chứ heo to ai ở khu vực Bình Dương này thì nuôi heo nhiều lắm chứ mà không ai nuôi heo heo nái heo con chị ạ. Lên Phú Giáo lần kìa, Phú Giáo thì cách từ đây lên đó phải 2 tiếng thì đi sau đường. Rồi bây giờ đâu cái chuồng heo có đó ông quay coi thử cái mấy con heo coi. Heo hả, đi ra ngoài là hơi mất mạng ấy chị. À Em vậy đó hả? lát nữa, lát nữa em gửi qua tin bên phần tin nhắn được không? Được chụp mà hình chuồng heo gửi qua coi thử. Rồi ok, nói chung là cơ bản vậy thôi nhưng mà quan trọng phải có người phù hợp nữa, phải tìm được cô nào mà hỏi em chịu về nuôi heo không, hoặc là người ta cũng cái công việc người ta cũng muốn tự lập như mình á, ta đi làm thuê làm mướn người ta cũng chán rồi, về người ta tự làm nuôi heo thấy gì mà có tiền lắm á đúng không? Dạ, nuôi heo em thấy khu vực này nuôi hai nuôi heo thì ai đẩy ra hết rồi, còn em thì mới ra mà chưa, giờ thì thấy già Nuôi chưa. heo là đại gia dữ lắm, mua được mấy miếng đất lận đó, ráng đi. Bà chị của em trước đây nghèo, dân dân quê hai lúa, mà bây giờ biệt Giờ thự thành mấy đại gia bên luôn. biệt thự này nọ với xe bốn bánh đi
Dữ vậy trời. Chà, Thì chắc tôi phải suy nghĩ qua tôi chuyển qua nuôi heo mới được. Làm văn phòng đâu trước có tiền. trước em làm cơ khí thì cũng một tháng được 14 15 triệu, đó là lương cơ bản của em thôi, nhưng mà làm công nhân thì lương cũng đủ ăn đấy chị ơi. Ừ. Thôi ráng đi, ráng nuôi heo đi rồi kiếm biệt thự, xe hơi, mấy miếng đất Bình Dương là tự nhiên có vợ chứ gì đâu lo. Đây, em mơ miễn được rồi, đây, cùng nhau phát triển rồi thôi, chứ còn mơ xa quá thì em không dám mơ đâu, bởi vì em ra lập nghiệp thì cũng không có nhiều. Rồi, ok, cảm ơn em ha. Thì có gì mình đợi chương trình thông tin ha. Dạ chị ơi, cho em hỏi một điều nữa là chừng bao lâu thì chương trình có thông tin này? Kết quả đậu thì chương trình sẽ báo liền trong tuần này, nhưng mà còn có bạn gái phù hợp thì sẽ phải đợi nha. Dạ, bởi vì cái giờ chắc em đi làm nó là nó nhiều cái lúc là không cầm điện thoại đi ấy, là Ừ, nhiều khi chương không. trình gọi là em không Rồi, chương biết. trình sẽ nhắn tin lại nếu mà không gọi được nha. À đúng rồi, nếu mà có thể nhắn tin được thì nhắn tin cho em biết, chứ cần gọi nhiều khi em cầm máy, bởi vì công việc của Rồi, em không được cầm điện thoại quá ok. tải ấy. Rồi. Ok, chào em. Mình Dạ có xong rồi đó. Có em gì chào đợi thông tin nha. Ừ. chúc chị buổi chị. Ok. Nếu rõ rồi thì chắc mình bắt đầu luôn ha. Hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Cho nên là em thật là tự tin chủ động nè. Chia sẻ, bọn chị đã nhìn thấy hình ảnh em qua điện thoại rồi nè. Cho nên là mạnh dạn lên, chia sẻ, giới thiệu về mình đi, họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ, trước tiên em giới thiệu em tên là Nguyễn Minh Công. Nguyễn gì em? Nguyễn Minh Công. Nguyễn Minh Công. Rồi, nói hơi nhanh nha, nói từ từ thôi. Nguyễn Minh Công em sinh năm 1995. Quê em ở Vĩnh Phúc. Hiện tại thì em đang sống ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Còn làm việc ở dưới Thuận An, Bình Dương. Rồi làm công việc gì em? Em làm vận hành máy dây chuyền sản xuất đó chị. Công ty em là vận hành sản xuất về cái gì? Em làm B&G sản xuất về nước xả vải Downy. À, hôm nay được nghỉ làm hay sao? Em đi làm theo ca, nay là em đi ca đêm. À, nay đi ca đêm. Rồi em làm như vậy thì thu nhập của em thì như thế nào? Tập thì cũng ổn định chị. Ổn định là nhiêu, 20 triệu, 30 triệu hay nhiêu? Khoảng 20 trên dưới. Khoảng 20. Rồi, ok. Công nói về bản thân em đi, em là em tự tin nhất cái gì, điểm mạnh điểm yếu làm sao, rồi có tài lẻ gì hay không nha. Rồi Dạ em thì ưu điểm của em thì thường là mọi người đánh giá nha, theo mọi người xung quanh đánh giá em thì hiền lành, khó là việc. tiếp đi, bọn chị vẫn đang nghe. Đó thì theo em là điểm mạnh, còn cái điểm yếu của em thì nó hơi em làm việc nó hơi cầu toàn một xíu, nên là nó hơi mất nhiều thời gian đó chị. Sở thích thì thường em thích thể thao và ca nhạc, ca hát. Rồi hát thử chị nghe Gì? đi. Ừ nè, đáng lẽ là em phải tự tin tới mức là em thích thể thao, em thích ca hát, sẵn đây em hát tặng mấy chị luôn một bài cho vui vẻ ha. Đó là thể hiện sự tự tin của mình đó. Rồi hát luôn đi, Từng để cuối. Dạ hát luôn em ơi, làm luôn đừng để dành. dạ vậy em sẽ hát một một đoạn nhỏ cái khúc Cơn Mưa Tình Yêu. Em thấy cái lời đúng gì? Hát đoạn điệp khúc hay gì được rồi. Ý là em sao quên lời chứ, để em mở cái lời em hát. Mở cái lời nó mất cái hình nghe được không chị? Không, chị phải nhìn mặt em để thấy biểu cảm em hát làm sao. Chị không có quan trọng lời đâu, hát sai lời cũng được. Rồi em sẽ hát một đoạn nhỏ cái khúc Cơn Mưa Tình Yêu. Người yêu ơi, cỏ mềm đã héo khô, mặt lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ. Không quên hết. Rồi ok, trước đây là em đã trải qua mấy mối tình rồi, chia sẻ cho chị nha. À, trước đây thì em có một mối tình cũng gọi là đơn phương 2 năm chị. Cái đó gọi là một mối tình chính thức, còn lại là đa số là quen rồi đi tìm hiểu nói chuyện được khoảng 1 tháng 2 tháng là không hợp là thôi.
Ủa, từ từ, đơn phương 2 năm mà sao em gọi là chính thức? Đơn phương là mình em đơn phương với người ta đâu thích em đâu đúng không, hay sao? Đơn phương có nói ra không? Dạ không, cái đó có nói ra nhưng mà tại vì bạn bên kia bạn ngập ngừng không có trả lời gì, mà có đi ăn đi chứ. Rồi những mối tình kia làm sao, quen có 1 2 tháng dừng lại? Dạ thì tại vì có trong công ty em làm việc thì hạn chế mấy bạn nữ lắm, một hai bạn thì cũng tiếp xúc giao tiếp tìm hiểu qua 1 2 tháng, cái nói chung mấy bạn không thích nên là cũng không có tiếp tục. Rồi bây giờ em mong muốn tìm người như thế nào? Rồi dự định khi nào cưới được, hay là sắp tới như nào, tương lai làm sao? Để mình phải biết, để các cô gái nghe, người ta còn tin tưởng, người ta chọn em. Lên chương trình thì em mong muốn tìm một người bạn nữ ngoan hiền phép, phải biết quan tâm chia sẻ với mọi người. Ngoại hình không không có yêu cầu cao, ngoại hình cân đối là được rồi. Em chiều cao cân nặng của em là bao nhiêu À, em cao 1m64, nặng 57 kg. á? Rồi tuổi tác vùng miền bạn gái làm sao em? À, tuổi thì có thể nhỏ hơn em là lớn hơn em 2 tuổi. Vùng miền thì em ưu tiên quên, em lựa chọn là thường những bạn nữ mà có quê ở miền Bắc giống em và đang sinh sống làm việc ở thành phố. Giờ không có miền Bắc mà người ta ở trong thành phố thì được không, hay là sao? Miền Bắc đó là ưu tiên lựa chọn của em, miền Bắc hoặc là những bạn miền Trung và tới những bạn miền Nam. Ưu tiên thứ tự vậy ha. Rồi còn gì nữa không, còn yêu cầu gì đặc biệt không, có mẫu bạn gái nào giống ai không? Mẫu bạn gái em thì thường em theo thích những người bạn nữ có cái cách sống giống như nữ ca sĩ Phi Nhung á chị. Sao thích giống như chị Phi Nhung? Là sống lúc nào cũng vui vẻ, giao tiếp người ngoài rồi có lòng vị tha nhân hậu. Rồi ok, hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi ha, nếu mà em được chọn thì chương trình sẽ thông báo sớm cho em biết nha. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn chị và chương trình. Rồi em chào chị. Ok, chào em, mình thoát ra cuộc gọi được rồi đó. Dạ dạ rồi em chào chị. Alo, có nghe rõ chưa? Camera điện thoại rồi nên Giờ là anh cứ vui vẻ thoải mái chia sẻ giúp tụi em nha. Đầu tiên là mời anh giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Mình tên là Nguyễn Tức Đại, sinh năm 1989. Hiện tại đang công tác tại Tô Hoàn Kiếm, phòng kinh doanh, chức vụ nhân viên kinh doanh của phòng kinh doanh Tô Hoàn Kiếm. Mình cũng đã kết hôn một lần rồi, cũng đã ly hôn được 1 năm. Hiện tại bây giờ cũng đang có nhu cầu muốn tìm một người bạn nào đó để phía ngoài Bắc không? Chứ Là không anh Đại là hiện có tại đang ở Hà Nội. Nếu mà chương trình ghi đúng hình trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình vào được không anh? cũng được thôi, nhưng mà mình không muốn tìm người ở trong đấy nữa, tại vì vợ cũ của mình là người ở trong đấy. Rồi cái chuyện mà tìm người như thế nào mình tính sau. Bây giờ anh chia sẻ với bọn em trước đi, là về bản thân anh có những cái điểm mạnh, điểm yếu như thế nào ha? Mình thì tính cách thì hiền lành, cũng thuộc dạng như ưu điểm thì hiền lành, thứ hai nữa là
nhanh nhẹn đấy. Còn nhược điểm của mình thì nhiều khi thì vì công việc với áp lực công việc thì tính hơi nhiều khi cũng hơi nóng tính đấy. Nhưng mà về nói chung là về công việc thì điều kiện tài chính thì mình cũng làm được, không vướng bận gì cả. Rồi, vậy thì cái cuộc hôn nhân trước của anh thì như thế nào? Anh kết hôn bao lâu và lý do vì sao mà mình lại ly hôn? Có con gì chưa ha? Anh chia sẻ nha. Mình đã có một bé 3 tuổi rồi. Thì một cái ly hôn kết hôn năm 2018. Và sau đó thì ly hôn năm 2022. Cũng vì là lý do là trước thì hai gia đình rất là gần như nhau, sau đó thì gia đình nhà cô ấy thì chuyển ra trong Nam, thì cái cách văn hóa của người Nam với lại là người Bắc thì không sau khi ấy thì mình thấy là sau khi hôn thì là không hợp nhau, vì cô ấy không có ý định là muốn ra ngoài Bắc lập nghiệp nữa, mà cô muốn ở trong đấy, trong khi thì bố mẹ mình thì không có nghĩa là gia đình mình cũng neo người, có một mình là mình con trai thôi, nên là bố mình chỉ lại bị ốm, thành ra mình cũng không thể bỏ ông ở ngoài này được, thì rất là nhiều lần thuyết phục vợ mình là chuyển ra ngoài Bắc để mà an cư lạc nghiệp, nhưng mà vợ mình không đồng ý. Sau đó thì mâu thuẫn dần dần từ những chuyện nhỏ lên chuyện lớn, rồi kết thúc đỉnh điểm là vào tháng 4 năm ngoái, cũng bằng tầm này lần này năm ngoái. Rồi có nghĩa là vợ anh hồi trước là quê ở Bắc luôn hay sao ạ? À? Đúng rồi, vợ mình trước là ngoài Bắc. À, là cùng gần nhà này kia các thứ, nhưng mà chuyển vào Nam bắt đầu là chỉ muốn sống ở trong Nam thôi. Vậy thì là bé của anh là 3 tuổi, là bé trai bé gái đang ở với ai anh? Bé trai 3 tuổi rồi. Là đang ở bây với mình luôn hay sao? Đang ở với mẹ. Nè. Rồi mình có thường qua lại thăm nom chăm sóc con cái hay sao không? À có chứ. Một năm mình vào mình vẫn gửi tiền theo như bình thường. Một năm mình vào tối thiểu 2 lần. Rồi có khi nào vào gặp lại nối lại tình xưa không? Cũng không. Tại vì mới năm mà nói lại tình xưa, tại vì thực tế là cô ấy không, nói chung là cô ấy không tôn trọng gia đình nhà chồng. Bố mình cũng nói thật là bố mình cũng bị ung thư ấy. Đấy. Xong rồi nói chung là cô cũng chẳng tôn trọng gia đình nhà chồng, cũng chẳng để ý việc đến việc bố mẹ chồng như nào, thành ra là mình cũng hơi bị bất mãn. Này, một bên này là vợ, một bên là bố mẹ, bố mình thì ốm nặng, không phải là cái căn bệnh nó nhẹ nhàng gì cả. Nên là thấy vợ anh thế, cũng nói chung là cái tinh thần của người chồng người ta cảm giác như, kiểu như nó bị hụt hẫng ấy. Đấy. Sau này hai vợ chồng cũng không có cái gọi là cái sự chia sẻ trong cuộc sống hôn nhân đấy. Cô ấy chỉ cần một điều là làm sao để mà có tiền nuôi cho con là được, còn cô không quan tâm là gia đình nhà chồng như thế nào. Rồi là gia đình mình là có một mình anh thôi hay là có anh chị em gì không? Mình có một người em gái nữa nhưng mà cũng đi lấy chồng rồi. Nên là bố mẹ thì nó cũng nói thật là bố thì cũng đang bị ung thư, nhưng mà cũng mới ở giai đoạn đầu. Còn mẹ mình thì nói chung là cũng kiểu đường mười mấy năm nay rồi. Ok, vậy thì là bây giờ là anh sẽ mong muốn một cô gái nào đó là ở Hà Nội luôn đúng không? Có thể là Hà Nội hoặc có thể miền Bắc thôi. Rồi miền Bắc nè, cùng hoàn cảnh cũng được ha. Đúng rồi. Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô này nữa không anh? Trời, cũng chẳng có yêu cầu gì cả, chỉ cần người ta thương mình là mình có thể thương người ta được mà. Tại vì chính mình cũng sống ở Việt Nam mấy năm đấy, mình cũng hiểu
Là bây giờ Tính ở Hà Nội là nếu mà lấy nhau là cũng có nhà cửa ngoài Hà Nội ở được mà đúng không? mình cũng đang có cái hệ vì mình mới chuyển ngoài Bắc, ngoài Hà Nội này từ tháng 12 năm vừa rồi ấy, tháng 12 dương lịch của 2022 mình mới chuyển ra ngoài này, còn trong kia thì mình cũng có nhà, có cửa đàng hoàng, nhưng mà Là bây có giờ thì nhà, mình anh bán có hết nhà ở rồi. đâu? Mình có nhà ở huyện Hóc Môn đấy, À ngay chỗ rồi. chợ đầu mối ấy. Ừ, rồi bây giờ anh ra ngoài Bắc thì nhà Hóc Môn để cho ai? Bây giờ mình bán này, nhà đấy thì À mình bán rồi, này. ok. Anh còn yêu cầu gì về người phụ nữ này nữa không? Chẳng có yêu cầu gì cả. Ừ, rồi ok. Hôm nay thì bọn em chỉ tiếp nhận những thông tin cơ bản thôi ha. Nếu mà mình được chọn á thì sẽ có biên tập trao đổi liên lạc thêm với anh nha. Dạ Và biết cảm đâu ơn. có duyên thì là ở ngoài Bắc mình không gặp nhau, mình lại gặp nhau trong chương trình, cả hai cùng bay vào đây để mà tham gia nha. À, mình cũng hy vọng như thế ạ. Ừ, rồi ok, cảm ơn anh Đại ạ. Mình cắt Dạ tin xong rồi đó. cảm Dạ rồi, ơn chào anh ạ. chị. Dạ.